bốn nguyên tắc quản lý tiền thông minh dù ở độ tuổi nào cũng có thể áp dụng nếu tuân theo nguyên tắc quản lý tiền thông minh này sẽ giúp tài chính của bạn được cải thiện ngay lập tức trang tin msn phân tích nếu bạn muốn trở thành một người quản lý tài chính cá nhân tốt một nhà đầu tư thành công điều đó không có nghĩa là bạn phải tham gia vào những quyết định mạo hiểm đáng sợ mà hãy từ từ xây dựng sự giàu có thông qua tích lũy thời gian nếu mọi người tuân theo bốn nguyên tắc quản lý tiền thông minh họ sẽ có thể quản lý tiền của mình mà không hoảng sợ hay do dự bất kể các vấn đề xảy đến là gì. Những thăng trầm của thị trường có thể khiến một số người cảm thấy choáng ngợp về việc nên đầu tư vào cái gì, hoặc thậm chí liệu tự hỏi có nên đầu tư hay không. Tuy nhiên, câu trả lời cho việc đầu tư thông minh chưa bao giờ thay đổi. Bằng chứng cho thấy các chiến lược sử dụng đồng tiền nên được thử nghiệm để bạn dần tích lũy được kinh nghiệm. Đó là cách tốt nhất để các bạn vượt qua bất kỳ cuộc khủng hoảng nào. Một, Cần tách biệt tiết kiệm và đầu tư Tiết kiệm và đầu tư mặc dù thường được sử dụng thay thế cho nhau trong cuộc trò chuyện nhưng không giống nhau tiền gửi vào ngân hàng là số tiền mặt có sẵn cho tiêu dùng ngắn hạn hoặc chi phí khẩn cấp tiền tiết kiệm có thể được sử dụng bất cứ lúc nào trong trường hợp thất nghiệp hoặc có phát sinh chi phí lớn nó có thể được sử dụng ngay lập tức tiết kiệm nên được xử lý tách biệt khỏi các khoản đầu tư và được tích lũy theo thời gian như một mạng lưới an toàn của riêng bạn nếu trong một hai năm tới có khoản chi lớn như mua xe mua nhà thì bạn nên lập kế hoạch tiết kiệm từ trước mặc dù tiền lãi có thể kiếm được khi gửi tiền vào ngân hàng là có hạn nhưng ít nhất không có rủi ro thua lỗ như đầu tư các chuyên gia tài chính cho rằng, tiền gửi ngân hàng ít nhất phải đủ để trang trải mọi chi phí trong 3 đến 6 tháng. Nếu số tiền tiết kiệm vượt quá số tiền này, số tiền dư ra có thể được xem xét để đầu tư. 2. Đầu tư để đạt mục tiêu dài hạn. Một trong những quy tắc vàng là đầu tư ít nhất 10% đến 15% tổng thu nhập của bạn để nghỉ hưu. 3. Quản lý tài chính nên thực hiện sớm. Cho dù số tiền có thể dùng để đầu tư không nhiều, nhưng đầu tư sớm có thể tạo ra hiệu ứng lãi kép lớn hơn, về lâu dài sẽ thu được kết quả đáng kể. 4. Sử dụng cơ chế đầu tư tự động. Sau khi tiền lương được trả vào tài khoản, nếu bạn tự động đặt một số tiền nhất định để chuyển vào tài khoản tiết kiệm và tài khoản đầu tư hàng tháng, bạn có thể tránh được sự cám dỗ tiêu tiền vào việc mua sắm. Nguồn, theo Abo Lu Luoguang.